Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 tập 2 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 160 Ông tập 4 phép tính trong phạm vi là 100.000 tiếp theo Trang 89 Bài số 1 tính nhẩm Cái này thì chúng ta sẽ làm trong những mặt trước Được không? Làm trong những mặt trước Như vậy cái này là 2, 20 Ta cộng với 40 là bằng 60 Được không? 60 sáu chục của ta cộng với ba chục là bằng chín chục. rồi cái này là gì ba chục ta cộng với hai chục là năm chục năm chục ta cộng với lại bốn chục năm năm với bốn là chín như vậy cũng chín chục rồi cái này thì chúng ta phải làm đó mặt trước như vậy là ba chục với là hai chục là năm chục à, 60 ta- năm 50 là còn 10 10.000 60ục ta tr- cho ba là còn lại ba chục 30 ta từ cho 20 là còn 10.000 một chục 40. Nó nhân 2 là bằng 80. 80 ta chia 4 à. Giờ là 8 ta chia 4 là được chục 20. 20. Cái này 36.000 ta chia 6 là được 36 ta chia 6 là được 6, à, 6.000. 6 000 ta nhân 3 là bằng 18 000 Sao 3 18 20 ta nhân cho 40 là bằng 80 80 ta chia 80 là 8 chia 8 là được 1 Nhưng còn 10 000 60 ta chia cho 3 6 ta chia 3 là được 2 Vậy là 20 hai chục ta chia cho hai hai chia hai được một mười nghìn bài số hai đặc tính là tính tám năm hai sáu cộng cho là một chín năm bốn tất cả luôn cùng lúc luôn chút nó khỏi cả ha sáu cộng bốn là mười với không tên nhớ một năm hai bảy một là tám chín năm là mười bốn viết bốn tên như một tám một chín với một nữa là mười sáu bảy bốn hai sáu bảy

cả qua luôn không ta trừ cho chín ta lấy không được ta lấy 10 trừ chín còn 1 một trả một như vậy là không ta, ngay chỗ này tám còn một là chín như vậy là 10 ta trừ cho chín còn 1 1 trả một bảy còn một là tám chín ta trừ tám còn một chín là trừ chín là bằng không chín 6204 ta nhân cho 6. 6 nhân 4 là 24 ta viết 24 luôn. Tại vì lát nữa ta lấy 6 ta nhân 0 là bằng 0, như vậy là hai ta nhớ qua. Cho nên ngay chỗ này là con số 0 thì nó ta, ta nhân chỗ này bao nhiêu chúng ta ghi luôn. Như vậy con số này là chúng ta đã ghi rồi, khỏi cần nhân nữa, chúng ta chuyển qua con số 2. 6 nhân 2 là 12 viết 2 ta nhớ 1. 6636 1 là bằng 37. 8026 nhân cho 4 6 x 4 24 viết 4 ta nhớ 2 2 x 4 là 8 8 2, 10 không ta nhớ nhớ 1 1 luôn 4 8 Bài số 3 Đây là dạng tổng Đó, dạng tổng Muốn tìm số hạn cho biết Đây là số hạn cho biết này Ta lấy tổng ta trừ đi số hạn đã biết Vậy là x là bằng 2002 hai trừ cho 1996 x bằng bằng 6. B B. Đây là thừa số nha. À, thừa số đã chưa biết, à, thừa số đã biết đây là tích à, Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia ra thừa số đã biết x bằng 3 2 à, 2 3 3 2 8 7 Câu C Đây là số bị chia Muốn tìm số bị chia Ta lấy thương ta nhân với số chia X bằng Thương là 2 0 Ta nhân cho 4 X bằng 2 0, 5, 4 là 20, 0 nhớ, nhớ 2, 8, 10. Bài số 4. Mua 5 bóng đèn phải trả là 42.500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? Thì bài toán này sẽ ra vào cái dạng là rút về đơn vị. Có nghĩa chúng ta sẽ tính một bóng đèn là bao nhiêu tiền? Nè. Số tiền. Mua một bóng đèn là ta lấy bốn hai năm không không ta chia cho năm bằng tám ta đủ mười hai không năm không không một không tám nghìn rưỡi đồng Rồi Số tiền mua 8 bóng đèn là Mua 8 bóng đèn là 8 500 rưỡi ta nhân cho 8 0 0 8 10 không như 4. 8 x 8 là 64. 64 là 68. Đồng. Đáp số 68.000 Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé Xin chào các em